Hello, my name is Teacher Raymer. I've been an English teacher for around 6 years now, and I really enjoy teaching English. Dạ, em xin chào chị ạ. Em là Yến, là trợ giảng ở trung tâm AI lớp của bé Mark. Và đây là thầy Raymer. Thầy đã là giáo viên tiếng Anh đã được 6 năm rồi và thầy rất yêu thích công việc này. Mark has been a real pleasure to teach. Và con là một học sinh rất là ngoan ở trong lớp. He's a good student. He's always positive, always smiling. He's there every class. Và con là một học sinh có tinh thần rất là lạc quan và luôn luôn cười ở trong lớp. He's also the one student that's improved the most throughout this course. Con là một học sinh có cái kết quả được cải thiện rất là nhiều, là một ở trong so với các bạn. He does need to practice his English skills more, focus on his listening, his reading, his writing, and his speaking. Và con còn phải cải thiện nhiều, luyện tập nhiều hơn nữa các kỹ năng tiếng Anh của mình, ví dụ như là nghe, nói, đọc và viết. His speaking has gotten better though. If you look at these speaking test, you will actually see that he does speak better than before. Và con đã cải thiện được cái kỹ năng nói của mình rất là nhiều. Như anh chị có thể nhìn thấy trong kết quả các phòng thi nói vừa rồi thì con đã tự tin hơn rất là nhiều so với khóa trước. I am very happy with his progress. Và thầy rất là vui vì cái sự tiến bộ này của con. To help improve his English outside of the classroom, he should watch English movies, maybe watch some English YouTube cartoons or videos, and maybe try practicing some English reading English books. Và để cho con có thể cải thiện cái kỹ năng tiếng Anh của mình nhiều hơn nữa bên ngoài lớp học thì con có thể xem những cái video bằng tiếng Anh ở trên YouTube hoặc là trên TV hàng ngày, và đặc biệt là con nên đọc nhiều sách tiếng Anh hơn nữa để cải thiện cái kỹ năng đọc và viết của mình. I look forward to seeing Mark in the next course. Và hãy rất mong là được nhìn thấy Mark trong